sau khi đã quyết bờ được thì chúng hình là mình đã về quê cũng như là bệnh lại, nhưng mà cũng sẽ cố gắng hướng dẫn anh em một cái trick. Cái này được anh em nhờ mình hướng dẫn khá là nhiều, đó chính là trick Infinity. Vì mình đang ở dưới quê cho nên là tiếng gà gáy khá là ồn trong quá trình mình hướng dẫn, cho nên là các bạn thông cảm, mình không thể nào mà mình ra mình bóp cổ hết cái đám nó được, đền chết luôn không có được đâu. Và nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh của mình, cũng như là bấm vào cái chuông ở bên dưới để mà tiếp tục nhận được những cái video hướng dẫn mới nhất từ mình. Infinity nó sẽ trông như này. Đó. 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 Để làm được Infinity thì chúng ta cần phải làm được một cái chiếc nhỏ hơn ở bên trong nó, đó chính là Whipper, nó sẽ trông như này. Đó, cái này thì mình sẽ hướng dẫn luôn, tại vì cái chiếc này nó cũng đơn giản thôi, nó cũng không có gì quá phức tạp. Nó sẽ trông như này, các bạn sẽ cầm bút ở một đầu mod như này để cho cái phần này nó dài ra. Sau đó các bạn chỉ cần cho nó cụp vào như thế này, đó là chúng ta đã làm được Whipper. Nó sẽ trông như này, đó các bạn đổ nó xuống như này. Các bạn đổ nó xuống như này. Mấy cái ngón tay này thì các bạn có thể đưa ra, hoặc là các bạn có thể cụp vào, cái đó là tùy ý các bạn. Các bạn thích trông như thế nào là đẹp nhất đối với các bạn thì các bạn cứ làm, nó sẽ trông như này. Đó, sau khi đã whip bờ được thì chúng ta sẽ đưa cái bút từ ở ngón cái qua bên ngón trỏ và ngón giữa như này. Đó, và chúng ta sẽ whip bờ thêm một lần nữa từ ở ngoài vào trong, tức là mình sẽ làm chậm lại như thế này. Đó, nó sẽ đi như này. Đó, qua đây là nó đang nằm ở ngoài, chúng ta sẽ whip bờ một lần nữa vào trong và chụp lại. Đó, nó sẽ trông như này. Đó. Đó. Vậy là chúng ta đã làm được Infinity. Thường thì các bạn sẽ bắt gặp Infinity ở trong combo với cái dạng là những cái biến đổi như này. Đó, chứ ít khi nào mà các bạn bắt gặp một cái Infinity nguyên bản ở trong combo của một người chơi lâu năm. Vì đây là một cái chiếc khá là nổi bật, nó giống như là Thumb Flap Jet Reverse. Đó, thì một cái chiếc mà làm ra là nó sẽ khác biệt với những cái chiếc còn lại. Nó không có giống như là Sonic hay là Fingerpad mà nó nổi hẳn lên, cho nên là nếu mà dùng nguyên bản không có biến đổi gì hết và lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ bị cái cảm giác là rất là nhàm chán, cho nên là thường là người ta sẽ biến tấu nó đi khi mà đưa vào combo. Và clip xin phép được kết thúc tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ bấm like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.